Liên Liên gắn giùm anh lại này, anh đang quay livestream. Sao nó mờ ra? Đây là bút nước Forest Story của em miền riêng nha mấy bạn. Ngồi rất là đẹp luôn, 0.5. Đây cũng là một mẫu bút rất là dễ thương tại shop. Đây là mẫu bút Blood Girl, hay gọi là bút shit, rất là dễ thương. Đây là mẫu bút đang rất là hot, bút chì bấm Thomas Phi. Đây cũng là bút chì bấm nha các bạn. Miffy rất là dễ thương. Với hai màu vỏ là màu hồng với màu xanh, hai màu xám nữa. Đây là bút sao và bút tim. Bút bi. Quay gian hàng dụng cụ tập. Ủa son gió có mẫu nào mới vậy? Em quay gian hàng dụng cụ tập mọi người cứ hỏi son gió không mà. Còn đây là mẫu bút có đầu xoáy nha mấy bạn. Doraemon.
Rồi, đợi xíu sếp sẽ giới thiệu bất biết cho các bạn luôn nha. Đi từ từ nha. Đây là tuyết nhôm. Đây là gơm nha mấy bạn. Đây là nó kiểu truyền thống, bản bự. Đây là mẫu xá truyền thống của M&G. Đây là gơm hoạt hình. Đây là gơm đen này, mẫu này rất là hot. Rất là bán chạy luôn. Đây là bút xóa yêu tinh. Đây bút màu nãy bạn nào hỏi đi. Mình có loại mát, hợp sắc và loại thường 24 màu, 12 màu của G-Star. Đây là đồ cắm bút. Sếp ở 164 Trần Bình Trọng nha các bạn, ở quận 5. Đây cũng là đồ cắm bút, Kitty mới về luôn. Đây là bộ sưu tập thước, thước nhựa. Bao tập tiếp boy. Ủa Liên, hình như mình đâu có bao tập mà hình tiết boy đúng không? Tại vì có bạn đang hỏi bao tập tiết boy, mình không nhớ. Đây là giấy nốt nhỏ, M&G nhiều màu, có thể làm đánh dấu trang luôn. Đây là bút dạ quang mới rất chạy tại shop. Bộ năng bút rất là dễ thương, hình hỏa tiễn rồi các bạn. Đây cũng là bộ bút dạ quang M&G, một thương hiệu nổi tiếng nha. Đây là hộp xóa dán. Đây cũng là xóa dán hình Mifi. Đây là giấy dán, giấy xếp sao, mấy bạn đang hỏi nhiều đó. Xếp sao Hàn Quốc chỉ có 6.000 thôi. Đây là bút xóa kéo luôn. Đây là bút xóa cặp. Đây là kênh 3. Đây là đồ bấm của M&G. Đây là đồ bấm mini của Daily các bạn, hình thúi dễ thương. Cửa hàng của mình ở 164 Trần Bình Trọng, quận 5 nha mấy bạn. Bạn đếm thấy một cái bảng hiệu màu hồng rất là dễ thương, đề xuất 10k là đến chỗ mình rồi đó. Đây là kéo. Quên giới thiệu cho các bạn. Đây là giấy xếp hàng. Rất là nhiều loại. Các bạn nhìn sơ nha. Còn bớt viết thì mới về nhiều lắm. Đây bớt viết kiểu thể thao. Nhưng mà bớt viết dành cho những bạn nào cá tính và rất là dày nha các bạn. Mặc dù có một ngăn là dày lắm. Đây bớt viết Brading. Cái này là bằng vải simili. Đây là bút viết vải bố, simili mà giả bố, sweet love, rất là dễ thương. Bút xóa cặp hả? Bút xóa cặp là 17.000 nha mấy bạn. Bút xóa cặp là 17.000, nhiều quá nhìn không kịp comment luôn. Còn đây là một mẫu bút viết vải bố nha, rất là đẹp luôn. Kiểu vintage vải bố nha mấy bạn.
hàng trong hộp rất là đẹp, có thể dùng làm quà tặng luôn. Đây cũng là một kiểu vải bố nữa, nhưng mà nó dạng hình chữ nhật của Sweet Love luôn, rất là đẹp luôn. Hàng có thương hiệu nha các bạn thấy mã vạch rồi, mã QR code nè. Còn đây là mẫu bất viết và silicone Doraemon. Ở shop có hai loại nha mấy bạn, một loại là có hộp thì nó mắc hơn, một loại thì không hộp, nhưng mà chất lượng nó cũng ngang ngửa nhau à. Nhưng mà các bạn mua về để tặng bạn bè á, thì các bạn nên lại mua lại có hộp này để thương hiệu Moco rõ ràng. Thương hiệu Moco rất là nổi tiếng. Còn đây là bức viết mèo. Cái này là vải bố luôn, viết mèo rất là đẹp. Cái này sẽ phải quay clip stream hết nguyên cái shop luôn quá. Bây giờ cái này là xóa dán. Xóa dán. Shop cũng có bán bookmark nha các bạn, bookmark nè. Số lượng còn cũng không nhiều. Đây là bóp viết trong, bán cực kỳ chạy tại shop luôn. Rất là nhiều. Shop có hai loại, một loại là trơn giống như các bạn thấy không có chữ ha. Là không có chữ, và một loại thì có in chữ sẵn, ví dụ như là Sơn Tùng hay là Tiếp Boy. Các bạn cứ inbox hỏi giá nha, tại nhiều giá quá shop cũng không trả lời hết được. Đây còn là bóp viết vải dành phù hợp cho các bạn học sinh cấp 1 và cấp 2, rất là dễ thương. Còn có một số bất viết bự dành cho các bạn nam xài cũng được mà nữ xài cũng được, để in chữ Nike ha, rất là thể thao. Của vải thì là simili, chứ là simili bất viết silicone nữa, Totoro. Bất viết này thì hơi nhỏ, mình đựng nhiều bút nhỏ thì được. Của Moco. Đây là cũng một kiểu bút viết silicone nhưng mà thành Doraemon. Cái này là bút viết simili mà nó giả vải bố, nhìn rất là đẹp. In chữ Let Dream Sell Here ha. Còn bất viết này dễ thương không? Đây là dây đeo thẻ, dây đeo bản tên nha mấy bạn. Còn đây là dây giày. Dây giày rất là nhiều mẫu luôn, cực kỳ nhiều, từ trơn, cầu vòng cho tới in chữ luôn, bản dẹp, bản tròn đều có hết. Còn đây là tập, đây là bút chì dẻo. Bút chì dẻo bán thời gian bán rất là được luôn, nó có nhiều loại lắm, dài ngắn, bao tập. Cái này là bìa thư nè các bạn. Đây là thiệp thôi. Đây là sổ mini. Chắc trong vòng tuần tới shop sẽ nhập về nhiều sổ nữa cho các bạn ha, và ba lô cặp nữa để các bạn mua chuẩn bị cho năm học mới luôn. Đây sổ Totoro đây. Các bạn yên tâm vì giá sử dụng cuộc tập shop bán hầu như là không có lợi nhuận luôn á, để cho các bạn mua. Đợt này sổ không nhiều lắm nhưng mà chắc trong tuần tới shop sẽ nhập rất là nhiều sổ về. Các bạn có mong muốn mua được cái kiểu sổ nào á thì cứ nói shop nha. Ví dụ sổ bìa cứng hay bìa mềm hay là in hình gì đó, shop có thể theo còn các bạn nhập về. Sổ Hello Kitty hả? Hiện giờ thì hết rồi. Kitty hết rồi. Chắc Kitty shop nhập về thêm. Tại các bạn ở đây đặt Kitty đây. Elsa cũng có luôn. Còn kiểu sổ này là sổ lớn Winty, dùng tặng thầy cô cũng được. Còn sổ này đây,
cái này là túi quà giấy. Này không liên quan tới vụ cuộc học tập rồi. À qua bên đây đi. Bên đây à. Cái này là tập tô màu. Cái này à, trong đây có 4 bức thì chỉ có 10.000 thôi. Còn đây là sách tô màu, sách tô màu kiểu lớn, đây là nguyên một cuốn luôn. Cái này là khu bí mật cái gì á. Có hộp bút chì màu đây luôn. À còn đây là post cạch cạo. Khổ này là khổ A5. Giá này là 46.000. Có kèm một cái bút cạo đo bằng nhựa đây luôn. Còn phía trong là bộ lắp ráp bằng gỗ. Còn đây là tranh cạo khổ A3. Thứ tiếp boy hả? BTS chưa có. Hình khởi mi chưa có. À, nãy có bạn nào hỏi mấy gì ta? Sớm quay lại sơ cái dàn gàng gì. À đây, ba lô cặp tác. Sách đi sơ để các bạn coi nha. Nãy mấy bạn hỏi son gió đúng không? Son gió là có son trái cây của Obu. Còn đây là mẫu son baby lip mới, cũng son gió luôn. Cái son chế cài đi. Giờ sao quay lại ta. Đây các bạn thấy không, đây là mẫu son trái cây mới về, mùi rất là thơm. Giá thì chỉ có 19.000 thôi. Dạ. Dạ, chị lấy cho cái bóp thì nó cũng nằm nhiều chỗ lắm các bạn. Quay bắp đựng tiền á, rồi bạn đợi luôn. Mình quay gian hàng bắp đựng tiền á. Bắp đựng tiền thì đây. Thì kiểu bắp của nam ha. Vải zinc nhìn rất là ngầu, cool. Còn độc độc hơn là những cái kiểu bắp mà dạng hình tiền đô la. Shop ở 164 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5 nha mấy bạn. Đây những cái bóp này là độc. Còn thôi thì bạn thích, nếu mà bạn nam á thì thường sẽ thích những cái đồ bóng đá. Ví dụ Manchester nè, MU nè. Còn không thôi thì Liverpool. Shop có cái mẫu à đây là Natural. Đây, chỉ bóp Natural. An Khuê là ở đâu bạn? À đây cũng có cái bóp đựng ví nè bạn. Quên bên đây nữa. Rất cỡ bự luôn. Bóp đựng tiền. Thôi bóp đựng tiền thì nhiều mẫu quá. Sớm biết giới thiệu sao đây. Giới thiệu sơ các bạn thôi nha. Đây là kỳ bóp dạng thêu hình gấu. Chắc sắp tới giờ sẽ dành một ngày để quay gian hàng bóp riêng. Giờ sắp quay sơ các bạn coi thôi. Nếu em ở tỉnh thì shop chuyển phát nhanh nha em, chứ shop không có chuyển qua bưu điện được. Gia Lai shop sẽ chuyển bằng chuyển phát nhanh nha em, em phải chuyển khoản trước cho shop. Tại vì ở hơi xa đó em. Đồ tiếp boy có nhưng mà, đi coi. Tiếp boy là bây giờ có bình nước nè. Tiếp boy là có bình nước. Tiếp boy. Tiếp boy là có bình nước không ta? À, ở đây tiếp boy đi. Tiếp boy nhờ có bình nước. Bông tai cũng có tiếp boy nữa. Nhớ chung nhiều thứ. Quận 4 có ship luôn nha em. Phí ship là 12.000. Em mua từ 60.000 trở lên. Acid là có bóp trong em. Nhưng mà không biết sớm không biết là còn hay không. Đây dây hàng móc khóa. Sơn Tùng có nha em. Yeah.
Tuyết xanh là cực kỳ nhiều luôn em nhìn nè. Này sếp có giới thiệu rồi. Đây toàn bộ là tuyết xanh không á. Hôm shop nhờ bên chỗ dropship giao hàng chứ mới. Sơn Tùng nè. Sơn Tùng MTP. Bình nước, em muốn coi bình nước nhựa hay bình nước thủy tinh? À, nếu em ở nội thành hoặc ngoại thành gần Hồ Chí Minh thì có COD nha em. Exit bữa trước shop có cái bóp viết á, nhưng mà để shop coi không. Chỉ có một vài mặt hàng nữa mà nói chung nhiều quá không nhớ hết. Cặp Submarine chắc khoảng 2 tuần nữa hoặc nửa tháng nữa shop về nha em. Tại vì sẵn tiền shop về luôn một đợt ba lô luôn á. Bây giờ bình nước cũng nhiều quá. Bình này mới về nè em, 300ml thủy tinh 52.000. TF Boys. Bình nước Sơn Tùng là không có rồi em ơi. À, em có thể mua bình này cũng dễ thương lắm. Bình này cũng thủy tinh luôn. 55.000. Không em có thể mua bình nhựa. Bình này mang photo nhựa nắp sắt, nắp bọc nhôm. Rất là vừa vặn. Hoặc em muốn gọn hơn nữa thì có thể chọn mẫu bình dẹp này bỏ vô cặp cũng được luôn em. Mới về. Rất là gọn. Cái này như khoảng được 420ml. Bỏ được vào trong cặp luôn, rất là gọn. Bình giữ nhiệt thì shop bán chạy nhất là cái mẫu 96.000 đấy em. Nhiều loại lắm nhưng mà mẫu này thì shop bán chạy nhất. Cái mẫu kiểu này nè. À không, mẫu này mắc hơn. Mẫu này mẫu 96.000 nè. Shop bán chạy nhất cái loại này. Shop mở cửa từ 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ nha em. Bán từ thứ hai đến chủ nhật luôn, không nghỉ ngày nào. Cái bình dẹp 420 đó em. Cái bình đó nhiêu hiện cầm anh? À bình này là 70 nha em. Bình này bán chạy lắm. Bình này gọi là bình mà A5 Memo. Ba lô có nhưng mà chắc để 2 tuần nữa sắp quay luôn dây hàng ba lô nha. Tại vì ba lô bây giờ chưa nhiều lắm. Hello Kitty hả? Hello Kitty có nhưng mà bán rồi, bán hết rồi. Bình đó đâu? Giờ không biết hỏi Hello Kitty mà hỏi gì nữa. Bình hình Doraemon hả? Doraemon bình này là cái bình kiểu như lon nước ngọt em. Là 158.000. Thì bình này là chất liệu cao cấp nha, 500ml. Hình lon nước. Khởi mi bây giờ shop cũng chưa có đồ nhiều. Bữa trước thì có bớt phí nhưng mà hết hàng rồi. Chắc shop và quay sơ cho em coi rồi. Shop đợi chắc ba mấy ngày nữa shop livestream lần nữa nha. Shop ở 164 Trần Bình Chọn, phường 3, quận 5 nha em. Nè, shop sẽ quay phía ngoài luôn. Đây là phía ngoài của shop. Đó, các em nhìn thấy các bạn hiểu không? Em xem gian hàng hợp bút hả? Hợp bút thì giờ nhiều mẫu quá, chắc shop bữa nào shop phải dọn lại cái gian hàng này mới cho tụi em thấy kỹ được. Bây giờ hợp bút shop mới về nhiều là cái loại này thôi, loại vải simili cứng. Nó in hình Nike hay là Adidas. Xiết quận 6 là 12.000 nha em. Hình Doraemon hả? Doraemon thì bây giờ sếp có loại này. Silicone bán cũng được lắm. Loại này thì bán chạy. Nhiều quá quay không hết. Vòng tay Xuân Thảo em hỏi bớt phí nào em. Ship quận 11 là 12.000 nha em. BTS bây giờ ship cũng không nhớ là còn mặt hàng nào nữa. Cái shop phải kiếm lại.
Đó, giờ quay sơ cái gian hàng trang sức cho mấy bạn xem và shop kết thúc livestream nha. Kết nối yếu quá. $10,000 là tên thôi em ơi. Ship quận 7 là 12,000 nha em. SNSD là có bớt viết trong nhưng mà không biết còn hàng hay không. Nike Adidas hả? Rồi chút nữa shop quay lại, giờ shop đã quay bên cái phần trang sức rồi. À vòng này vòng bán chạy nè. Vòng này bán là chạy. Giờ nó hơi bị mờ không thấy rõ. Ship Tân Phú là 12,000 nha em. Ship về Cam Ranh thì shop phải cân kỹ cái khối lượng chuyển hàng nữa. Nhưng mà thường là trên 30,000 nha em. Em phải mua trên 100,000 và chuyển khoản trước thì shop mới ship hàng được. Nó bị lát rồi mấy bạn ơi. Đây là vòng Pandora ha. Các shop quay sơ cái phần này thôi. À, phòng tattoo nhựa. Ship Thủ Đức là 20,000 nha em. Đây là vòng chuỗi đá. Chuỗi đá này có mặt này. Chuỗi đá này không mặt. Chuỗi đá có mặt. Mặt si đồng thì có cung mà cũng có nhiều hình nữa. Còn đây là vòng silicone của Hàn Quốc. Bên chữ nhiều chữ lắm, tôi không giới thiệu hết được. Đồ bịt mắt mới về em nhiều lắm. Nó có bịt mắt khô và bịt mắt nước thì bịt mắt khô nó nhiều mẫu quá. Vòng nào em, vòng này hả? À, hình thi em hỏi vòng nào. Pandora này là 85,000 nha em. Pandora thì em phải chịu khó đeo sát tay ấy nha. Hình thi ơi, em hỏi vòng nào vậy? À, vậy em. Đây mẫu này sẽ bán chạy. À đây là lắc nha, lắc si bạc. Kiểu chuông. Đá hồ ly hả? Đá hồ ly còn đó. À đây là vòng mày may mắn Lucky Cat. Bán rất là chạy. Máy tính shop chỉ có loại thường thôi em ơi. Loại hình chứ không có loại FX Casio nha em. Vòng này là 15,000 nha bé. Hình thi. Vòng silicone là 15,000. Nó có hai loại nha. Một loại là bản nhỏ. Một loại nó là bản dẹp. Mắt kính hả? Mắt kính có luôn. Nói chung ở shop bán đủ hết, không thiếu gì hết. Vòng màu hồng á. Vòng màu hồng này hả em, hay là cái vòng đá hồi nãy. Vòng màu hồng này á là 15,000. Quy một dãy này là 15,000 nè. Đó, vòng nhựa 15,000 hết. Còn em hỏi cái vòng màu hồng này hả? Màu hồng này thì chỉ có 10,000 thôi. Đá hồ ly hả? Chắc sếp từ từ sếp coi lại. Đi coi sơ chỗ này nha. Vòng này vòng mặt độc. Lại thường. À đây sớm mới về cái này đây. Cái này là tattoo ren, tattoo vải. Có 3 loại dành cho cổ, tay và chân luôn. Còn này là vòng cổ cẩm mặt nổi nha. À đây là vòng thần mặt vải đen. Rồi cho các bạn coi sơ phần này luôn. Đây là tattoo đá hồ ly hả? À đá hồ ly thì chỉ còn như đây thôi mấy em ơi. Hồ ly thì còn đó mấy loại này thôi à. Hồ ly là 50,000 nha em. 50,000. Tức có hai loại, bây giờ chỉ còn lại 50,000 thôi. Nói hết hơi luôn. Hỏi quá trời. À, loại bự còn luôn, loại bự là 58,000. Mấy bạn muốn, nhưng mà loại bự thì chỉ còn màu này thôi nha mấy bạn. Màu vàng thôi và màu trắng thôi. Vòng đen hả? Em hỏi vòng đen nào? Hả Minh Ngọc? Vòng đen này đúng không? Vòng đen này thì là 14,000. Có nhiều hình lắm. Vòng đen này 14,000 nha. Vòng đen vải. Còn nếu em hỏi vòng đen tattoo á, thì nó có 3 loại lận. 12, 15. Tại vì nó có loại cho tay chân và cổ nữa. Rồi đây là dây chuyền. Bây giờ dây chuyền nó nhiều lắm, chứ không có nói hết được. Dây chuyền khá là nhiều. Đó, như các bạn thấy rất là nhiều. Các bạn muốn mua dây chuyền, lựa dây chuyền chạy dễ thì chắc có thể đến shop thôi à. Hoặc là các bạn cứ inbox và nói muốn mua loại nào á, shop sẽ giới thiệu từ cụ thể cho. À loại này mới về, lúc trước bán rất là chạy luôn.
đây là lắc nhựa xoắn, đây là inox nha mấy bạn, và nó là mặt toàn thể hàng nhiều mặt lắm. Này là vòng cặp, cái vòng này là vòng cô dâu 8 tuổi, năm trứng khe em có em ơi. Cái này là mặt dây chuyền, cái này là bông tai hình thú, bông tai hình thú, bông tai thì tớp vô số luôn, rất là nhiều luôn, inox nhựa đủ loại hết. TF3, nãy bạn nào hỏi TF Boy là có bông tai nữa bạn. TF Boy đây, bông tai rất là nhiều. Bây giờ chắc sắp quay, à đây có nhẫn nữa. Sắp quay sang cái phần mắt kính nha. Cái này tối quá. Kính bây giờ, kính sao mà cho mọi người thấy ra, chỗ này nó hơi tối. Cái này là mắt kính là China Monster nha, sao sai nhưng mà này rộng trắng trong, kính râm màu. Quay dưới đây, cái này là kính Bolix, kính này là kính phản quang Bolix. Còn lại kính mới về nằm phía bên đây, đây là kính là China Monster, cái này là kết hợp với lại kiểu gì không nhớ tên. Sẽ quay sơ cái phần kính thôi, rồi ngày mai sẽ quay kỹ cho các bạn xem thôi. Cái này là kiểu kính Gentleman Star mà lục giá, cũng có nhiều màu lắm, tráng gương, khung kim loại rất là chắc chắn luôn. Cái loại sao sai màu đen cũng đẹp lắm nhưng mà bán hết rồi. Sẽ không có loại sao sai màu đen nữa, đâm màu mà hết trơn rồi. Cái sắp quay sơ ở đây thôi. Lens em, lens không có bán em ơi, chỉ có bán hộp đựng lens thôi à. Em có sơ son lại. Chắc son chắc để ngày mốt đi. Shop sẽ quay cụ thể son cho em coi luôn. Giờ nhiều quá, cái tủ nó bị hư rồi, không có quay được. Nãy bạn nào hỏi son gió là có nha. Đây son gió đây. À còn đồ chơi đây. Rồi, bye bye các bạn nha. Các bạn muốn mua hàng hãy đến 164 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5 nha mấy bạn. Tạm biệt nha.